Chào cô em, đây là cái chương trình mà cô cũng sử dụng cái hàm kiểm tra nguyên tố để mình lại nâng cao hơn thêm một cái bài, đó là in ra n số nguyên tố đầu tiên. Ví dụ cô nhập n bằng 9 thì nó sẽ in ra đủ 9 số nguyên tố. In ra đủ 9 số nguyên tố. Như vậy thì sau khi các em có cái hàm kiểm tra nguyên tố đấy rồi thì các em bắt đầu đi xây dựng chương trình chính. Chương trình chính các em xây dựng như sau. Đầu tiên là các em sẽ khởi tạo một cái chương trình, đúng không? Sau đó các em sẽ nhập biến n để xem muốn in ra bao nhiêu số n thì các em sẽ nhập biến n. Các em sẽ tạo ra cái biến biến ri, biến kết quả để lưu kết quả đây này. Và các em làm rộng đi vào một cái biến đếm để đếm xem là đã in được bao nhiêu số rồi mà, đúng không? Sau đó các em sẽ sử dụng một cái vòng lặp. Các em sẽ sử dụng một vòng lặp lặp cho đến khi nào mà biến đếm nó lớn hơn n thì mình dừng lại. Và tiếp theo là các em sẽ đi kiểm tra nguyên tố cho biến ri này. Kiểm tra nguyên tố cho biến ri này. Và nếu như kiểm tra nguyên tố của nó, cái biến kiểm tra nguyên tố mà bằng 1, tức là nó là số nguyên tố ấy, thì các em sẽ in ra cái biến kết quả. Biến kết quả thì của em sẽ bằng là kết quả sẽ là kết hợp giữa cái kết quả trước đó với cái biến ri và cộng thêm với dấu cách. Sau đó các em sẽ tăng biến đếm lên một đơn vị. À, tăng biến đếm lên rồi thì các em sẽ lại phải tăng biến ri lên một đơn vị. Thì như vậy các em mới có thể là thực hiện được. Vậy đấy, bây giờ thì cô sẽ chạy chương trình. Ví dụ cô nhập n là bằng 20 thì nó sẽ in ra cho cô đủ 20 số nguyên tố. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Đủ 20 số nguyên tố. Như vậy thì bài toán đến đây là mình đã giải quyết được rồi. Vậy quan trọng nhất vẫn là cái hàm kiểm tra nguyên tố, đúng không? Nên là các em có hàm kiểm tra nguyên tố, các em sẽ gọi cái hàm đấy về và làm mọi việc bình thường. Đấy chính là cái thao tác lập trình các em nhé. Bài toán in ra n số nguyên tố đầu tiên. Ok các em.